2023 là chúng ta đã từng giết một năm của sự suy thoái kinh tế, một năm mà lên bờ xuống ruộng của ngành kinh tế của chúng ta. Đó là 12 năm bắt đầu mới quay trở lại ngành kinh tế đó. Thì cái sự đó là cũng là một quy luật của thị trường. Và cái quy luật của thị trường đó, nó có làm cho chúng ta, những người yêu và đam mê cái kinh tế của chúng ta nặng lòng hay không? Và cái quy luật thị trường đó, nó cũng làm cho những người yêu và đam mê cái kinh tế của chúng ta rời xa nó. Và nó cũng không làm cho những người yêu và đam mê cái kinh tế chúng ta xa cách nhau, mà nó chỉ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn và xích lại gần nhau hơn, để chúng ta hoàn thành những mục tiêu năm 2024 và hoàn thành những kế hoạch mà chúng ta đã đề ra. Kính thưa quý vị khách quý, thì năm 2023 là chứng kiến của 10 năm mà công ty cổ phần đầu tư Long Hề của tôi hình thành và phát triển. Từ một vườn thú vô nhân dây nhỏ lẻ cho đến được những người thân tượng như ngày hôm nay, là cũng sự cố gắng nỗ lực hết mình của toàn thể công ty chúng tôi, cũng như đồng cảm và quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự đồng hành, tin tưởng và yêu mến của toàn thể quý vị đại biểu, cũng như toàn thể bà con nông dân đã luôn luôn tin tưởng Long Hề. Thì nhân buổi tập niên ngày hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn và lời tri ân sâu sắc đối với lại là quý đối tác, khách hàng, cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của Long Hề đã có nhiều sự đóng góp trong những năm vừa qua. Năm 2024 tiếp tục cũng sẽ là một năm đầy khó khăn và thách thức, nhưng tôi tin rằng với những cái sự cố gắng và việc hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty Long Hề và sự quan tâm yêu mến của quý đối tác, quý khách hàng, thì công ty chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành và vượt xa kế hoạch năm 2024 và sẽ hướng đến kế hoạch doanh thu đạt 500 tỷ năm 2028. Và sau đây tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.